Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Hải Vua Pha Chế. Trong video này, Trần Hải xin giới thiệu với các bạn một loại đồ uống cực kỳ bổ dưỡng cho cơ thể. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề tim mạch. Đồ uống detox này có tên là detox bồi bổ tim mạch. Để làm được đồ uống này, chúng ta cần một số những nguyên liệu cơ bản. Nguyên liệu các bạn có thể tìm được ở bất cứ đâu, trên khu chợ cóc, trong siêu thị và trên những trục đường đi làm của chúng ta đều tìm được. Nguyên liệu chính bao gồm bắp cải tím, bên cạnh đó chúng ta có lê và một số nguyên liệu phụ. Nguyên liệu phụ bao gồm nước chanh, các bạn có một chút mật ong, muối, đá và nước lọc. Để làm đồ uống này thì các bạn có hai phần cơ bản. Phần quan trọng nhất là chúng ta chuẩn bị nguyên liệu. Phần thứ hai là chúng ta trộn nguyên liệu và là pha chế. Và phần cuối cùng đó là phần phụ, chúng ta trang trí ly đồ uống của mình trước khi chúng ta phục vụ hoặc thưởng thức. Về đồ uống này thì có hai cái thành phần cơ bản thì Hải xin chia sẻ với các bạn như sau. Một là thành phần đó là quả lê. Công dụng quả lê thì các bạn biết có rất nhiều chất xơ, rất nhiều vitamin và khoáng chất. Và có các chất quan trọng ở trong này, đó là chất làm cho cái máu của chúng ta lưu thông, rất là tốt cho sức khỏe. Cái nguyên liệu chính của buổi hôm nay, cái bài detox này, đó là bắp cải tím. Trong bắp cải tím thì các bạn cũng biết là nó có rất nhiều vitamin C, khoáng chất. Đặc biệt là nó có một cái chất ức chế oxy hóa và giúp cho cái hệ tim mạch của chúng ta nâng cao khả năng vận hành cho tim. Về tác dụng của nó thì các bạn biết là ngoài cái việc ăn xào hàng ngày, các bạn có thể dùng làm salad, làm nộm. Tuy nhiên thì đối với bắp cải tím, các bạn nên sử dụng là ép và chúng ta uống trực tiếp, pha với nước uống trực tiếp như một dạng detox, thì các cái vitamin của nó sẽ giữ được ở mức cao nhất. Ở trong cái bắp cải tím nó có một chất, đó là một chất methocyanua. Cái chất này nó có tác dụng là chống oxy hóa và nó làm cho tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là cái hệ của tim mạch. Nên các bạn uống cái sản phẩm này rất là hữu ích cho tim. Sau đây thì Hải xin chia sẻ các bạn về cách chúng ta qua các bước để mình thực hiện làm ra loại đồ uống này. Bước thứ nhất, các bạn sẽ chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu lên bề mặt. Đối với bắp cải tím, các bạn chỉ cần rửa sạch, sau đó chúng ta thái nhỏ. Với quả lê thì quan trọng nhất của cái phần sơ chế lê, đó là phần làm sao cho lê để cả ngày mà nó không bị thâm. Trong phần sơ chế lê thì mình đã có một video nói rõ với các bạn là cách chúng ta gọt lê, cách chúng ta làm nước để chống cho quả lê bị thâm ở một video trước. Thì các bạn cứ click vào đây là các bạn biết rõ ngay là cách sơ chế lê nào cho chuẩn nhất. Như các bạn đã biết, sau khi chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ, chúng ta sẽ trải qua 3 bước để thực hiện đồ uống này. Bước thứ nhất là các bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và sơ chế nguyên liệu. Bước thứ hai, các bạn sẽ sử dụng bằng máy. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng máy ép để chúng ta ép lê và ép cải tím. Sau khi các bạn đã có nguyên liệu, chúng ta sẽ làm trình tự như sau. Các bạn cho lần lượt một chút muối, mật ong, đá và nước. Chúng ta sẽ cho đây, các bạn sẽ trộn đều. Sau đó các bạn sẽ cho trực tiếp vào đây là bắp cải tím với cả lê. Chúng ta sẽ cho vào cho máy chạy. Sau khi khởi động máy, nước của hoa quả sẽ được ép xuống. Các bạn sẽ dùng thìa bạn khuấy đều lên, làm sao cho nước trộn đều với nguyên liệu với đá bên dưới một cách nhanh nhất, để từ đó nước nó sẽ không bị oxy hóa và nó giữ được màu sắc. Đó là các bước mà Hải vừa chia sẻ. Sau đây chúng ta sẽ từng bước chúng ta thực hiện từng bước một. Chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm chanh. Chúng ta sẽ thái chanh. Đối với cả quả chanh, các bạn lưu ý chúng ta khi cắt đôi ra gặp những cái hạt mà nó bị đứt, các bạn cần gạt ra bên ngoài. Chúng ta không vắt trực tiếp trên những cái hạt bị đứt như vậy, nó sẽ bị rất là đắng. Về vắt chanh, các bạn chỉ cần ấn nhẹ thôi, chúng ta không ấn quá chặt. Nếu các bạn ấn quá chặt, chanh nó sẽ bị đắng. Còn với bắp cải tím thì các bạn chỉ cần rửa sạch. Chúng ta rửa sạch những cái miếng bắp cải tím như này. Các bạn thái nhỏ. Sau khi các bạn đã chuẩn bị bước thứ nhất, đó là chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu trên bề mặt, làm sao nó dễ dàng thao tác nhất. Phần thứ hai, chúng ta sẽ sang lấy phần trộn nguyên liệu. Ở phần trộn nguyên liệu này, các bạn sẽ làm trình tự như sau. Đầu tiên các bạn sẽ cho muối, chanh, đá, mật ong vào trong ca.
Các bạn cho nước. Các bạn lưu ý chúng ta cần phải khuấy đều lên, bởi vì muối, mật ong sẽ nằm bên dưới. Sau khi nguyên liệu đã được hòa trộn, trộn đều ở trong ca, cái việc chúng ta tiếp theo là gì? Chỉ cần chút ra cốc để co trang trí và chúng ta thưởng thức. Như vậy mình và các bạn vừa trải qua một quá trình làm ly đồ uống đờ tốc bồi bổ tim mạch cực kỳ chuẩn. Đồ uống này có vị rất là thanh, rất mát, hơi có một chút nồng nồng cay cay, có hương thơm chanh và đặc biệt là có cái mùi lê ẩn trong cái hương vị, nó có sự hòa quyện rất là ngon. Nó thực sự là một bài thuốc về vấn đề điều trị và phòng chống bệnh về tim mạch. Cho nên là tôi hy vọng rằng các bạn, chúng ta thường xuyên uống đồ này. Đây là một loại uống cực kỳ bồi bổ cho cơ thể và đặc biệt là vấn đề tim mạch. Nếu các bạn thích video này, xin các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Mọi cái thắc mắc liên quan đến vấn đề lựa chọn nguyên liệu, các vấn đề về kỹ thuật pha chế ra đồ uống này và cái vị của nó, các bạn có thể điều chỉnh vị ngọt hơn, chua hơn hay là cấu trúc vị cân bằng hơn hoặc là mạnh vì cái gì đó hoặc nhẹ thêm gì đó để phù hợp với vị của các bạn. Các bạn cứ comment, mình sẽ là người giải đáp. Chúc bạn thành công.